Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2013 và 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2013, sáng ngày 17 tháng 12, các đồng chí Phạm Gia Túc ủy viên ban chấp hành trung mương đảng bí thư tỉnh ủy bí thư đảng ủy quân sự tỉnh đồng chí lê quốc trình phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trường đoàn đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng đi có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đồng chí trần anh dũng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí nguyễn mạnh hiền chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đồng chí phạm thị thu hằng trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy lãnh đạo công an tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và văn phòng tỉnh ủy phát biểu chúc mừng cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhân ngày truyền thống đồng chí bí thư tỉnh ủy phạm gia túc ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp quốc phòng toàn dân phát huy vai trò lực lượng nòng cốt bảo đảm tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo môi trường ổn định thuận lợi thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển Cụ thể năm 2013, dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ các ngành các địa phương, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển cao so với cùng kỳ và đạt được nhiều kết quả khởi sắc toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, 12 trên 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt lần đầu tiên tổng sản phẩm GDP tăng 10,19% là mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay của tỉnh Nam Định, đứng thứ 6 toàn quốc, thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh trước 2 năm. Đến nay, toàn tỉnh có 191 trên 204 xã thị trấn chiếm 93,6% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 25 trên 188 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 13,3%. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông có tính kết nối vùng, các khu cụm công nghiệp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, thành tích kết quả chung của Đảng bộ tỉnh đạt được trong năm 2013 có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của lực lượng vũ trang toàn tỉnh. Nhân ngày truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, bộ chỉ huy quân sự tỉnh nói riêng, sức khỏe, hạnh phúc, luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên, tiếp tục phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng và các ngành các địa phương trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lãng Hoa tươi thắm. Thay mặt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, Đại tá Nguyễn Bá Thịnh, tỉnh ủy viên, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trực tiếp và toàn diện của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đối với hoạt động quốc phòng quân sự địa phương. Thời gian tới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, đề cao trí tuệ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.